Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Nông Dân Mê Truyện của Ed nha. Và Ed tiếp tục gửi đến các bạn bộ truyện tranh Nguyên Tôn tập 754 nha cả nhà. Và các bạn ơi, đừng quên cho mình nút like và subscribe kênh nha. Thánh Nguyên Thuật Cửu Cung Lôi Minh. Vừa hay, ta cũng muốn thử sự trưởng thành của Trảm Thiên Kiếm Quang một chút. Thất Thái Trảm Thiên Manh, Trảm Thiên Kiếm Quang. Đi. Cửu Cung Lôi Minh của mình lại bị trực tiếp chém đứt ra như vậy sao? Sao có thể như thế được? Đạo kiếm quang này vô cùng nguy hiểm. Sau kiếm này, cho dù nội tình hay và về phẩm chất, nguyên khí vẫn là uy năng của thánh nguyên thuật, khắp nơi đều lại ở trên cả mình. Nếu đã như vậy thì cánh cửa không gian này chính là trung tâm đi về đại trận thánh diễn. Nhưng mà ta sẽ không để cho ngươi đi qua đó đâu. Chu Nguyên, đây là thuật thánh đồng diễn biến của ta, thánh lôi kiếp vận. Thuật này khó mà tiến công, nhưng dùng để phòng thủ thì không có ai dám bước vào. Nếu như ngươi muốn đi về trung tâm thì cứ xông vào thử xem. Sức mạnh của thánh đồng này thật sự rất thần diệu, vậy mà có thể hình thành nên lôi kiếp chi vân. Nhưng mà hôm nay cho dù là ai đều không thể ngăn cản được bước chân của mình. Chính xác, đó mới là phong cách của men chính mình chứ. Kết thúc tập 754 rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh Nông Dân Mê Truyện của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.